like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Thế Sơn sẽ chia sẻ một số cái bí kíp khi mua ô tô đã qua sử dụng. Không ít những trường hợp do khách hàng không cẩn thận, không tìm hiểu kỹ lưỡng dẫn đến việc bỏ ra rất là nhiều tiền nhưng lại rước về một chiếc xe rất là sự không tốt. Và đôi khi một chiếc xe không tốt có thể là về còn tốn nhiều tiền hơn mua một chiếc xe mới. Cho nên là khi quý vị mua ô tô cũ thấy những dấu hiệu này thì nhất quyết chúng ta sẽ không mua. Đầu tiên đó là dấu hiệu 1. Đó là dấu hiệu mà tiếng gõ bất thường trong động cơ xe. Khi đi xem xe cũ, việc nhất thiết quý vị phải làm đó là leo lên chiếc xe, nổ máy và lái thử và lắng nghe. Thông thường các bộ phận của động cơ xe chuyển động nó sẽ tịnh tiến hay là quay tròn trong một cái dung sai nhất định. Và nếu có những tiếng gõ, tiếng kêu bất thường đồng nghĩa với việc nó có một bộ phận nào đó trong động cơ nó hoạt động không khớp với nhau. Điều này dẫn đến một chiếc xe này nó có thể bị chết máy hoặc là nó bị không hoạt động được khi mà đang chạy trên đường. Dấu hiệu thứ hai đó là xe xì khói hoặc thấy khói xe ra bất thường. Chúng ta hãy quan sát ống thải xe. Nếu mà nó xì ra nhiều khói là một trong những cái vấn đề mà hết sức cần để ý, bởi chắc chắn chiếc xe đó nó có vấn đề hoặc đã từng gặp những vấn đề nghiêm trọng. Khi mà xe nó thải ra nhiều khói hơn bình thường, chắc chắn động cơ của nó đang có vấn đề khi làm việc. Ngay cả với những chiếc xe mà nó sử dụng động cơ dầu vốn có nhiều khói hơn, bạn cũng cần phải để ý mắt tới cái màu khói của chúng và dễ dàng phát hiện sớm ra những cái hư hỏng, và tốt nhất chúng ta nên tránh những chiếc xe đó ra. Bạn cần hết sức cẩn thận với những chiếc xe cũ mà bị xì khói. Dấu hiệu thứ ba đó là hộp số điều khiển hệ thống chuyển động nó bị tháo mở ra rồi. Cái hộp số chuyển động này thường thường nó sẽ ký hiệu là BCM.
hay nó viết tắt của cái từ tiếng Anh đó là Power Control Module. Đây là một cái bộ phận đầu não điều khiển mọi hoạt động của một chiếc xe. Nếu quý vị thấy cái hộp điều khiển hệ thống chuyển động này nó bị tháo mở hoặc có dấu hiệu không còn nguyên vẹn thì chúng ta không nên mua cái xe này, vì động cơ của nó đã được mở và từng được sửa chữa, có thể là vì nhiều cái lý do. Dấu hiệu thứ tư đó là đóng cặn ở nắp dầu bôi trơn. Bằng mắt thường, hãy mở nắp đổ dầu bôi trơn của động cơ và quan sát xem trên nắp dầu nó có bị đóng cặn đen hay không, bởi chính đó là cái dấu hiệu của động cơ nó bị cháy dầu và khả năng rất cao là chiếc xe nó đã được đại tu động cơ. Dấu hiệu thứ năm đó là hệ thống dây điện nó có những dấu vết đấu nối hay là vết nham nhở. Hệ thống dây điện của nhiều mẫu xe hiện nay đã được thiết kế và bảo vệ rất là tốt, song có nhiều xe nó do người sử dụng bảo quản không tốt nên không tránh khỏi được những cái tình trạng nó bị mài mòn hay là hỏng hóc. Hay là một số người có thể là mua xe về đấu nối chế hệ thống điện, những chiếc xe này có bị hệ thống dây điện nó bị nham nhở, nó sẽ có một nguy cơ cháy nổ rất là cao. Nếu thấy dấu hiệu của những chiếc xe này thì chúng ta cũng từ chối ngay. Một cái dấu hiệu thứ 6 đó là dấu hiệu xe bị ngập nước. Đây là cái dấu hiệu mà khá là quan trọng để xác định một cái xe có ngập nước hay không, để chúng ta có thể là quan sát hệ thống dây điện này. Rồi nếu thấy dây điện nó bị bạc màu, phai màu hay là nó bị giòn, các cái ổ cắm thì nó bị ngã màu vàng, hoặc anh em có thể quan sát ở các cuộn ốc, ở gầm ghế, ở phanh hay là ở dưới sàn, mà nếu thấy nó bị rỉ sét có nghĩa là chiếc xe này nó đã từng bị ngập nước. Và một chiếc xe mà nó đã bị ngập nước rồi thì tốt nhất chúng ta nên tránh. Và chi tiết hơn thì Sơn sẽ có một video hướng dẫn về những chiếc xe, cách nhận biết những chiếc xe nó bị ngập nước để anh em có thể tham khảo thêm. Dấu hiệu thứ 7 đó là xe nó bị phụt khói nhiều khi mà ga lớn ở chế độ không tải. Khi ống thải xe nó bị xì hơi ra nhiều khói, bị xì ra nhiều khói khác thường, chiếc xe chắc chắn là có vấn đề. Thường những xe mà sửa chữa lớn vài lần ở động cơ thì mới bị có hiện tượng khói ra nhiều như thế này, và chứng tỏ chiếc xe đó có một quá khứ là không tốt và đã được sửa chữa khá là nhiều, và tốt nhất chúng ta cũng nên tránh chiếc xe này luôn. Dấu hiệu thứ 8 đó là cần số nó bị lắc, hay người ta gọi là bị rơ lớn ấy. Anh em cần cầm cái cần số, mình lắc qua lắc lại cái rãnh số mo đối với số sàn ấy. Nếu mà xe mới thì khoảng cách nó rất là ngắn, và xe càng cũ thì cái khoảng cách nó càng rộng. Và nếu thấy là xe mới thì đã vào số thì hầu như cái độ rơ nó rất là ít khi mà chúng ta lắc. Còn xe mà nó sử dụng nhiều rồi, nó chạy nhiều rồi, sử dụng lớn rồi thì cái độ rơ của nó rất là lớn. Nãy giờ thì Sơn chia sẻ một số cái kinh nghiệm khi mà mua ô tô cũ. Chúc quý vị chọn những chiếc xe ưng ý. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh của Thế Sơn để ủng hộ. Xin chào tạm biệt. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không? Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm.
Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.